nam thần Vũ Đức Long, gương mặt tiềm năng của làng nghệ thuật. Sở hữu gương mặt baby cùng khả năng hát nhép với biểu cảm siêu dễ thương, Long Bi nhanh chóng trở thành hot page với 360.000 lượt theo dõi trên Facebook. Nam thần Long Bi, tên thật Vũ Đức Long, sinh năm 2002 tại Hà Nội. Hiện tại, Long đang theo học trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Nam thần 10X gây ấn tượng với cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài baby cùng hàng loạt clip hát nhép với phong cách tự tin siêu cute trên YouTube và Facebook. Đức Long chia sẻ, trở thành một hot face là niềm vui lớn đối với cậu, nhưng cũng vì điều này đem lại không ít phiền phức. Long Bi nói, khi đi ăn uống cùng bạn bè, thường sẽ có người nhận ra mình và đôi khi còn bị chụp trộm nữa. Vì được chú ý hơn, nên đôi khi mình cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đam mê với lĩnh vực nghệ thuật, cậu nhóc sinh năm 2002 dành thời gian rảnh của mình để học thêm các môn năng khiếu như đàn, nhảy và hát. Long Bi cũng chia sẻ thêm, cậu có ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp giống như các anh chị đi trước. Với phong cách diễn tự tin cùng niềm đam mê đặc biệt dành cho nghệ thuật, Vũ Đức Long hứa hẹn là một gương mặt đầy triển vọng cho làng nghệ thuật trong những năm tiếp theo.